Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Ra Làm Bếp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu dao thái đa năng, mẫu U to. Đây là một cái mẫu dao thái kiểu dáng U to, lưỡi dài 25cm, 25,5. Còn cái lưỡi bén của nó là 24. Cái bản rộng 6cm và là dày 2 ly. Nó sử dụng Damascus ốp ở hai bên và lõi VG10. Cán bát giác. Thì dao này có thể chuyên dùng thái cắt đa năng hoặc là có thể mổ cá hồi. Nó khá là lưỡi, chiều dài của lưỡi nó là khá phù hợp đối với mổ cá hồi, thái bò các thứ các kiểu. Hiện tại bên mình đang bán sản phẩm này với giá là 2.900.000. Ai cần sử dụng cái mẫu dao này thì liên hệ với bên mình. Mọi người hãy đăng ký kênh để nhận được các cái video mới nhất về sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.